Xin chào anh em đến với độ xe Việt Nam.com. Thì hôm nay mình có làm cái thân đĩa sâu cho chiếc Future 125 nha anh em. Xe này là xe khác, xe em qua nha anh em. Đây, chiếc này là chiếc 59U2. Này đi full bộ của thằng Nhật luôn nha anh em. Anh em coi ha, bao đẹp cho anh em. Đây, mình để cái bình dầu ở đây nha anh em. Đây, cái ben của Nhật lúc nào nó cũng cứng cáp nha anh em ha. Cứng cáp ngon lành cành đào. Đây, heo nước sơn bạc luôn nha anh em. Rất là đẹp anh em ha. Đây, đây là bảo hành cho anh em là 1 năm nha anh em. 1 năm ha, dây vợ gọn gàng cho anh em. Future 125. Đây, để mình coi cái dòng coi. Full LED nha anh em. Đây, dòng full LED anh em ha. Full LED với đây Future 125, full bụng bự kia là xài chung được nha anh em. Đây, mình đi đĩa nhỏ gọn gàng cho anh em luôn ha. Bánh xe thì mình không bao giờ trên lồng đền, tháo lắp dễ dàng như zin nha anh em. Đây, em coi ha. Anh em là thay vỏ, thay ruột, trong hình dĩa này kia là dễ dàng nha anh em. Thì bánh xe mình lúc nào mình cũng bao cho em cái bộ này là quay rất là nhẹ. Nhẹ hơn bộ của con Thái nữa nha anh em. Anh em coi ha. Đó, hôm qua chiếc xe cái lắp bộ Thái mà cái tốc độ nó quay cũng không bằng xe này. Xe này lắp bộ Nhật này quay nó còn nhẹ, chớ nhiều hơn nhiều nha anh em. Rất là nhẹ anh em ha. Hàng rất là chuẩn. Đó, anh em coi ha. Còn nhẹ cả thắng đùm nữa. Này anh em chạy khoảng 1 tuần nữa là cái bố đĩa đều nhau là càng ok nữa nha anh em. Pedal của thằng này nó sẽ cao hơn thằng kia nhiều. Đó, em coi ha. Chút xíu à. Tại cái ben này nó căng hơn cái ben kia nha anh em. Đây, anh em nhìn tổng quan qua ha. Nó rất là gọn gàng đẹp. Đây. Đó. Ok hết nha anh em. Rồi, anh em full LED, full 125 nào muốn lên thắng đĩa này thì có thể liên hệ mình ha. Bên mình có nhiều cấu hình cho anh em nha, từ hàng Malaysia, hàng Thái tới hàng Nhật ha. Giá thì bộ rẻ từ là 1.8 triệu nha anh em. Cái bộ này là anh lên là bộ của thằng Nhật, 4.8 triệu, bảo hành 1 năm nha anh em. Đây ha, mình giờ mình giao cho chủ xe. Rồi, anh em cứ tới ngay địa chỉ tiệm mình ha. Độ xe Việt Nam nha anh em. Đó. Ghé tới số nhà 15 là mình làm cho anh em. Đây có chiếc xe full LED thì cũng đang làm nha anh em. Đang đợi làm ha. Rồi mình chào tất cả anh em ha.